Chào mừng các bạn đã đến với Thuật Tin Học. Thì hôm nay Thuật Tin Học xin dạy các bạn cách để mà đăng ký cái tài khoản ChatGPT, hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo AI ha. Cái phần mềm bây giờ ChatGPT này thì các bạn có thể hỗ trợ trả lời cho chúng ta những cái câu hỏi rất là hay, câu hỏi rất là chính xác. Hiện nay thì ChatGPT được sử dụng mới xuất hiện chỉ có 2 tháng thôi, nhưng số người sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay thì ChatGPT thì chưa hỗ trợ đăng ký, mà các bạn ở quốc gia của chúng ta. Ở đây thì tôi thực hiện học hướng dẫn các bạn cách để mà đăng ký tài khoản ChatGPT. Thì đầu tiên vô thì các bạn muốn đăng ký thì các bạn vào cái trang của chat openai.com ha, rồi bạn thì vào cái phần đăng ký tạo tài khoản ha. Rồi ok, để đăng ký tài khoản thì các bạn phải cài một cái VPN ha. VPN cho phép thay đổi cái địa chỉ IP của mình, địa chỉ IP của mình để mà các bạn sang tới quốc gia nước ngoài để các bạn có thể đăng ký được. Tại nếu địa chỉ IP Việt Nam thì không thể đăng ký ChatGPT được ha. Rồi sau khi đã tới giao diện thế này thì các bạn sẽ tiếp tục, các bạn sẽ cài một cái VPN ha, cài một cái VPN để mà mình thay đổi cái địa chỉ IP của mình bằng cách các bạn kích vào trên cái trình duyệt Google Chrome ha, kích vào nút ba chấm nè. Ok, rồi sau đó các bạn sẽ tìm đến cái phần More Tool nè. Rồi ở đây nó sẽ có cái phần là Extension ha, cái kích mở rộng đó. Rồi ở đây thì các bạn sẽ kích vào nút ba chấm này, dấu ba gạch này ha. Rồi sau đó tìm xuống dưới đây, mở cửa hàng store ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tìm cái phần mềm có tên là VPN ha, VPN để mà thay đổi cái địa chỉ VPN đó. Proxy, ok, cái phần mềm này ha. Rồi mình sẽ cài đặt, tiến hành thêm cái phần mềm này vào cái Google Chrome của mình ha. Rồi thêm này, có thể cài đặt nó trên Google Chrome hoặc là cốc cốc ha. Sau khi đã thêm cái VPN này thì các bạn sẽ có biểu tượng ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ kích vào cái biểu tượng này để các bạn mở nó lên ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kích vào biểu tượng mở rộng này, kích vào đây ha. Rồi thì hôm nay nó hiện biểu tượng đây, kích vô đây. Rồi sau đó thì đây nó sẽ ẩn địa chỉ, mình sẽ mã hóa cái địa chỉ IP của mình ha, bằng cách mình chỉ tiếp tục kích vào nút tiếp tục ha, là continue đó. Rồi bấm nó start. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn quốc gia ha. Đây mình sẽ chọn quốc gia là Pháp. Ok. Rồi ở đây mình sẽ bật cái này, nó đang off ha. Bây giờ mình sẽ on nó để mở nó cho nó kết nối ha. Đến địa chỉ là Pháp. Thì đây các bạn có thay đổi chọn quốc gia nào mà các bạn thấy hỗ trợ ChatGPT nó hỗ trợ thì mình có thể chọn ha. Nên có nhiều quốc gia. Ví dụ như là có thể Pháp hay là Amsterdam, Hà Lan, London, Mỹ gì đó thì các bạn ha. Rồi ok, sau khi mình đã bật cái VPN lên thì mình quay lại cái phần ChatGPT nè. Rồi mình sẽ chọn sign up ha, để đăng ký nó. Đăng ký một cái tài khoản. Ok. Thì lúc này các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email của mình vào để đăng ký ha. Rồi chọn continue. Rồi, sau đó mình nhập mật khẩu của ChatGPT vào. Mình sẽ đặt một cái mật khẩu ha. Rồi sẽ chọn continue. Sẽ đợi nó kiểm tra trình duyệt của mình ha. Rồi ở đây. Rồi lúc này thì nó sẽ gửi một cái địa chỉ email ha, gửi có email đến cái địa chỉ email mình đã đăng ký để mình kích hoạt ha. Rồi mình sẽ vào cái địa chỉ email của mình. Đó, mình sẽ thấy cái địa chỉ email nó đã gửi về đây. Mình sẽ vào đây, chọn query email để mà xác minh cái tài khoản của mình. Kích vào đây, chọn đây ha. Ok, xem như thế này là mình đã xác minh được. Giờ mình sẽ đánh nhập tên của mình vào ha. Ví dụ như là tên này, tên của mình vào, kích continue ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập tên mình vào, chọn continue ha. Rồi mình sẽ chọn số điện thoại. Đây mình nhận cái mã code xác minh ha. Rồi mình sẽ vào một cái trang là SMS Full ha, full này, để mua một cái số điện thoại, mua một số điện thoại để các bạn tiêu cái tài khoản SMS của mình. Rồi mình chọn register để đăng ký một cái email ha. Cái này thì có thể nhập email tùy chọn thôi. Rồi chọn này chấp nhận. Rồi chọn register để đăng ký ha. Rồi sau khi đăng ký xong tài khoản thì mình có thể đăng nhập vào. Rồi mình chọn sign thì mình đăng nhập vào. Ok. Thì vào đây thì các bạn có thể đăng ký mua một cái số điện thoại nha. Rồi các bạn sẽ vào cái phần deposit để mình nạp tiền vào.
Đó, đây thì mình sẽ chọn chọn là nạp bằng credit card ha. Mình sẽ sử dụng một cái thẻ Visa là Master ảo để mình nạp ha. Ví dụ này mình nạp đây là 1 đô thôi, 1 đô vào là đủ mua rồi ha. 1 đô mình thấy mua được mấy số điện thoại lần. Để chỗ này bullshit. Rồi, ok. Ở đây thì mình sẽ tiến hành nhập cái thông tin thẻ tín dụng của mình vào. Ở đây thì mình sử dụng một cái thẻ tín dụng của MB Bank ha để thực hiện mua cái để thanh toán này. Ở đây thì mình dùng một thẻ tín dụng của MB Bank. Ở đây thì các bạn có thể tạo một cái khoản MB Bank ha. Thì mình có một cái video hướng dẫn sử dụng tài khoản MB Bank này, các bạn có thể xem video đó ha, để tạo một cái tài khoản MB Bank để tạo một cái thẻ tín dụng ảo để mà có thể mua để nạp tiền vào cái tài khoản SMS Pool này, để nạp tiền vào để thanh toán tín dụng, thanh toán trực tuyến được ha, dễ dàng. Tiến hành sau khi nạp xong thành công ha, bây giờ mình tiến hành mua số điện thoại ha. Mình sẽ bỏ phần with order ha, order nhanh để tiến hành mua số điện thoại. Rồi bây giờ mình sẽ chọn dịch vụ là Open AI ChatGPT ha để mua số điện thoại. Rồi mình chọn dịch vụ này Open AI ChatGPT. Rồi ở đây thì nó sẽ có nhiều số điện thoại, thì chúng ta nên mua cái số điện thoại có thể Anh hay là Mỹ, Anh hay là thường này mình sẽ mua số điện thoại của Anh ha. Thì mình sẽ kích vào nút Voice màu xanh này ha để mua ha, để bắt đầu để mua số điện thoại. Thì ở đây nó sẽ tìm nó đang tìm kiếm cái số điện thoại cho phù hợp cho mình ha. Rồi sau đó mình sẽ để nhận cái tin nhắn xác minh từ ChatGPT. đây mình đã mua được một cái số điện thoại của anh nè. Bây giờ mình sẽ lấy số điện thoại này để xác minh ha. Rồi mình sẽ dán cái số điện thoại mà mình đã mua hồi nãy ha vào, và mình sẽ chọn nhấn vào nút Send Code để nhận cái mã code từ ChatGPT ha. Rồi mình sẽ quay lại cái giao diện của cái phần mềm này để mình đợi vào mềm mua số điện thoại này. Rồi mình quay lại để mình đợi cái mã code thôi, tin nhắn code gửi về. Thì sau khi nó gửi về thì mình có thể xác minh được ha, cái trên ChatGPT. Rồi quá trình chờ đợi cũng hơi lâu chút xíu nữa. Đó, nó sẽ gửi cái code cho mình. Rồi mình sẽ lấy cái code này vào đây để mình xác minh. Ok, xem như mình đã xác minh mã code thành công ha. Bây giờ mình sẽ chờ đợi cái ChatGPT nó tạo tài khoản cho mình. Ok, xem như mình đã tạo tài khoản ChatGPT thành công. Đăng ký thành công cái ứng dụng chat ChatGPT ha, cho nó sẽ cái thành công ha, thành công. Đây giao diện của nó, thì mình có thể hỏi thử một câu hỏi nào đó, để xem nó có trả lời được hay không. Rồi như sẽ hỏi nha, ở đây thì nó có thể trả lời hỏi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh nha. Ví dụ như cách nấu món canh chua cá lóc. Rồi xem mình sẽ trả lời mình khi mình hỏi, thì lúc này nó trả lời nè. Đó, nó sẽ trả lời ha, nguyên liệu cá lóc ha. Thì nó sẽ trả lời cho mình cách nấu ăn luôn ha, khá là hay đó ha. Nó trả lời luôn, không phải như Google gõ vô nên nó hiển thị cái trang web có liên quan, còn cái này là nó sẽ trả lời cho mình luôn cách những câu hỏi của mình, khá là hay với cái dịch vụ ChatGPT này đó, các nguyên liệu đó. Trả lời. Rồi giờ mình muốn hỏi một câu hỏi khác thì mình sẽ nhập vào đây. Rồi các giờ mình sẽ dừng trả lời đi. Rồi mình sẽ hỏi câu khác ha. Mình đặt một câu hỏi không? Rồi thật là nhiều. Thì nó trả lời cho mình ha. Rồi kê các bước để mình thực hiện luôn. Rồi. Ok. Đó là cách để các bạn có thể tạo một cái tài khoản ChatGPT ở trên máy tính ha, tại Việt Nam. Đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi ha. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy nhấn đăng ký kênh Thưa Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thưa Kinh Học ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.